Vừa qua, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị nghe dự thảo về kế hoạch hoạt động của chợ đầu mối nông sản thực phẩm và hệ thống kho vận Vĩnh Tường. Dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại thuộc huyện Vĩnh Tường có quy mô lập quy hoạch 186,49 ha. Trong đó, đất thuộc phạm vi dự án gồm 92,99 ha đất xây dựng thương mại đô thị, 32,62 ha đất xây dựng chợ đầu mối nông sản thực phẩm, 17,41 ha đất xây dựng hệ thống kho vận, 11,15 ha đất xây dựng chợ điện tử, vật liệu xây dựng. Dự án dự kiến khai trương vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại khu chợ CHO08, dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm và hệ thống kho vận huyện Vĩnh Tường thuộc địa giới xã Lung Hòa. Khu chợ CHO08 với tổng diện tích là 26.753m2, với tổng số ký ốt bán hàng là 432 ký ốt, trong đó nhà chợ 8A 68 ký ốt, nhà chợ 8B 68 ký ốt, nhà chợ 8C 80 ký ốt, nhà chợ 8D 80 ký ốt, nhà chợ 8E 68 ký ốt, nhà chợ 8G 68 ký ốt, diện tích mỗi ký ốt từ 17,5 đến 35m2. Trong chợ được chia làm các khu vực kinh doanh 8A, 8B kinh doanh tổng hợp, 8C, 8E kinh doanh hoa quả, 8D kinh doanh các mặt hàng khô. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu trong kế hoạch hoạt động của chợ đầu mối cần bổ sung một số nội dung quan trọng liên quan tới các cơ quan, trong đó giao công huyện phải có phương án đảm bảo trật tự sau khi đưa chợ vào hoạt động. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ rà soát quy chế hoạt động của chợ. Hạ tầng của chợ cần đảm bảo khi đưa vào hoạt động hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho chợ. Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với chủ đầu tư thống nhất vị trí xử lý rác thải, công tác vệ sinh môi trường, v.v.